đâu có tội tình gì, chỉ là con tham lam mê lời danh phù phiếm xa hoa. Đời làm cha tí cực mà vui, được nhìn con mình lớn khôn cha hạnh phúc gấp trăm lần. Dẫu cho sớm hôm tao tặng cha chẳng một lời kêu than, mẹ thì không hề hối han con mình đang sống thế nào. Nước mắt cha tuôn trào sao nỡ đành lòng phụ nhau. Có bầu người ta cho bà được mấy triệu rồi, bà sanh rồi người ta bỏ bà rồi. 5:30 làm vậy em nấu nướng này kia, tới 6:00 là em bắt đầu, em 6:00 6:30 là em đi bán. Xúc động lắm chứ, thương thương con. Cái hoàn cảnh anh á tội nghiệp, thương hai cha con ở cái chòi mà không lành lặn, mưa gió tạt anh đâu có ngủ được đâu, tối anh ngồi không nhi đi bán chưa về á, nhiều khi kêu hoài anh không nghe, phải chạy qua tới đây kiếm. Là cô sợ điều gì hay là sao? Sợ anh ngủ quá rồi, anh nhiều khi trúng gió hay gì, nhiều khi anh chết. Cô nói thẳng. Quý vợ mình thưa Quân nha, hiện tại thì Phương Nguyễn đã có mặt ở dưới Đức Huệ thuộc tỉnh Long An của anh chị. Thì bữa nay là nghe một thông tin, một cái hoàn cảnh là một người cô giới thiệu cho Phong. Cũng 4-5 ngày nay rồi, nhưng mà do công việc là rất là bận nên bữa nay mới thu xếp xuống được. Thì cô nhắc lại cái hoàn cảnh ở đây là như thế nào mà cô điện con gấp gáp vậy đó cô? Ảnh nói ngay thì anh Pha này thì ảnh cũng không có đất cát. Từ xưa đến giờ ảnh sống vô trong cô đây nè, ảnh ở đâu á, ảnh ở Bình Hòa Nam á, ảnh vô có là... bà con họ hàng gì cô? Không con, dạ. Kiểu như cũng quen biết thôi. Rồi ảnh vô trong đây á là ảnh cũng đi làm đó. Rồi cũng không có chỗ ở, rồi cô thấy vậy á, rồi cô mới cho ảnh ở bên miếng đất của cô đó. Miếng đất đó cũng còn cỡ 3 mét. Dạ. Rồi ảnh cũng che được cái túp liều á, cũng chỉ có mấy tấm tuôn thôi. Thì cũng che nắng che mưa, mà hồi xưa thì ảnh khỏe thì ảnh đi làm, rồi nay thì ảnh bệnh, ảnh không có đi làm được, tại ổng là bị lao phổi á con. Bị lao hả con? Lao phổi thật kỳ cuối á. Thật kỳ cuối á? Ừ, rồi giờ con á, giờ có con trai, nó về nó đi bán vé số á, rồi nó nuôi ổng. Mà nãy giờ con nghe cô nói mà không có nghe vợ của chú là sao cô? Vợ chú bỏ đi từ hồi mà cái thằng con này nó mới có 1 tuổi mấy. Trời ơi! Con mới tuổi mấy là bỏ đi rồi? Bỏ đi rồi á, ảnh sống ảnh nuôi thằng này. Dạ dạ. Thằng này từ đó giờ á, giờ cha con á đùm bọc với nhau mà giờ ổng bệnh quá. Mà sao cô suy nghĩ giống như thế nào mà con nghe nói cô điện á là đất cát là cô cho là gần như là cho mọi mảng cuộc đời luôn. Mảng cuộc đời ở hết cái mảng đời của ảnh rồi tới con ảnh luôn. Dạ dạ. Nhưng mà đất đai lúc này là mắc có giá lắm, mà sao cô suy nghĩ hoài giờ gia đình mình quyết định như vậy? Quyết định cho cha con ở mãn cái đời hết. Dạ. Là cô thấy cái tấm lòng của một người con là săn sóc cho người cha trong lúc bệnh tật như vậy đó, là trong một túp liều nhỏ nhỏ thôi, thì cô mong muốn như thế nào? Thì cô mong muốn thì cha con làm sao mà được cái máy mà ấm ấm chút xíu, cho được che nắng che mưa vậy đó con. Dạ, là cho... mong muốn là được cái máy nhỏ nhỏ để che nắng cho mưa ha. Thì hồi bây giờ thì cũng đã rất là trời đang rất là nắng rồi. Thì hồi thì cô dẫn con qua anh bển để xem tình hình như thế nào nha. Thì trước nhất thì Phong Nguyễn cùng với cô gửi một cái lời chúc đến tất cả quý khán giả mình thầy Quân nha. Thì mời cô chú anh chị cùng đón xem đoạn video clip của Phong Nguyễn nha. Đây là cái chỗ mà cái quán của người cô ở đây. Cô cho con để nhờ chiếc xe anh đây chút ha. Rồi. À, để nhờ xe ở đây. Thì cô là nguyên cái khu vực ở đây á, là cũng nhà cửa đất đai của cô. Còn cái miếng đất mà chia sẻ bên đây á là đất của cô còn lại 3 mét. Nhưng mà cô gần như là cho thẳng hai cho con luôn. Nhưng mà cái này mình có làm giấy tờ gì chứ cô? À, con hả? Ấy thì cô cũng làm giấy tờ luôn con. Làm giấy tờ cho luôn? Làm giấy tờ cho ở hai cho con ở hết mà cái đời luôn. À. Ừ. Con thấy ở đây là cặp cái đường lớn á, là cái cơ hội làm ăn cao lắm á. À, cái đường đi vô đó. Rồi bữa nay con đi xuống rồi cô có thông báo cho mấy cha con biết không? À, xe này của ai vậy cô? Xe của ảnh á. Ảnh để dành ảnh phải anh đi bán vé số á con. Trời ơi. Vậy bây giờ đứa con chạy chiếc xe này. Ừ. Chạy xe đó. À, chào em trai. Chào anh. Ừ, chào em ha. Cô sao không có lấy cái khẩu trang đeo vô? Không,
Cô vô đây cô phải lấy khẩu trang cô đeo vô chứ. Bệnh phổi mà sao cô ấy được. À, à cô ngồi xích vào đây con có đeo cô ấy ha. Là hoàn cảnh ở đây hả cô? Dạ ở đây. À, cô đứng ở đây ha, lấy ghế cho cô ngồi đi anh. Là anh dắn mít cho em ha. Dạ. Em đang làm gì vậy? Dạ em đang nấu mì ăn. Nấu mì gói. Mì gói em ăn hả? Dạ. À, ba em đâu? Dạ, ba em cho anh thăm ba em chút xíu được không? Dạ. Này, nhà cửa em dạ. Đây đây. Ờ à, chú cứ nằm đi, không sao đâu. Chú cứ nằm đi. Mệt cứ nằm đi không sao. Trời ơi, em chú dễ thương quá. Tới mà cũng dán lồm còm ngồi vậy nữa. À. Ba em đây ha. Dạ. Em dán dán cái mùng cho ba thôi. Em đeo khẩu trang không? Không đeo cho em. Dán lên đi, tháo tháo ra luôn cho thoáng đi em. Chú tắt cục máy chút xíu được chú. Tắt đi em, tắt cục máy đi. Dán để cho cô bác thấy được cái gương mặt của ba em á. Cô đã ngồi đợi con tí ha. Dạ dạ. Cô mở cho luôn cũng được. Mở cho thoáng. Ngày mở cho thoáng. Chú cứ nằm đi, mệt nằm đi không sao đâu. À, em lấy khẩu trang ở đây được không ta? Dạ. Bình thường em có cách ly với ba không? Dạ, lúc trước thì có, mà cỡ 2 tháng về đây thì em không có cách ly. Tại vì có đi khám là bác sĩ nói là bệnh lao cũng hết rồi. Nhưng mà cái phổi của ba em vẫn còn tổn thương á, chụp hình lên vẫn còn tổn thương, vẫn còn ho nhiều. Thì là phổi ba em cũng đang tổn thương. Dạ, cũng còn uống thuốc. Dạ, em ngồi đây ha. Dạ. Chờ chú có cầm. Thế con để đây đi, con để đây đi. Để chú ở đây là chú tên gì, bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, tôi Quỳnh Nhân Khoa. Năm nay 62. Chú Khoa 62 tuổi. Dạ. 1962 á. Dạ. Dạ. Thì... Là bây giờ chú hiện tại chú thấy sức khỏe chú sao vậy? Dạ, trời lạnh nó ho quá. Dạ, trời lạnh chú ho hả? Dạ, trời lạnh ho. Hiện tại bây giờ chú đi đứng nổi nổi không? Dạ đi được, mà đi gần á. Chú bán có mấy chục giấy số à, mấy chục tờ á, đi ra cây xăng ngồi. Ngồi ngay cây xăng bán. Chú có bị sốt gì không mà thấy chú nằm? Cũng nó ho. Ho. Dạ. Ho. Chỉ có ho không à. Ho nó ngăn ngực khó chịu lắm. Dạ. Dạ. Thì con nghe bà con ở đây giới thiệu á, với đặc biệt là cái người mà cho đất chú ở á, giới thiệu hoàn cảnh. Bữa nay là con thu xếp xuống để thăm. Dạ. Rồi xem tình hình như thế nào. Rồi thấy nhà cửa chú. Mấy cái vách này sao nó mục hết trơn mà chú không có thay hả chú? Đó xin của chị chủ đất á. Có cái chòi á, sạp rồi xin cái lợp. Rồi mà mưa lớn tạt em ơi. Mưa lớn tạt. Để cái quạt xích ra đi hình ha. Rồi vợ của chú đâu? Bà bỏ nay lâu rồi. Sao mà bỏ chú vậy? Cũng hoàn cảnh khổ á. Và bỏ nó lâu à, rồi giao cho thằng con tôi nuôi nó. Nuôi nó nay hai mấy tuổi rồi. Dạ. Có hai cha con sống à, chú. Hai cha con sống vậy thôi. Dạ. Hồi đó đi làm mướn. Dạ. Làm mướn trong này 5 năm mà. Rồi bệnh hồi năm rồi tới nay rồi. Không có làm nặng nổi. Con nghe nói là à, vợ chú bỏ đi. Dạ. Rồi mang bầu nữa có không chú? Dạ. Là chú kể cho con với cô bác nghe được không? Dạ. Nó nói bác có ông sao này đó. Rồi có bầu. Người ta cho bà được mấy triệu rồi bà sanh rồi người ta bỏ bà rồi. Giờ rồi bà nuôi. Bà nuôi con bà. Rồi tôi nuôi con tôi. Là chú có thể nào kể cho con rõ hơn một chút được không chú? Con nghe câu chuyện mà sao mà một người vợ của chú mà trong khi đó là bị một cái người nào đó làm cho có bầu.
xong rồi cho tiền mà là cho đủ đi là sao chú? Là đi lên làm mướn cho người ta theo bà chị vợ á. Dạ. Đi lên trên Bình Phước á, Bù Đăng, Bù Đớp ngoài á, làm rồi ông đó ông chết vợ rồi mới ở cáp bà chị vợ tôi hết cáp rồi ở thấy làm dâu người ta có bụng khó quá rồi có bầu người ta cho 2 triệu về sanh nở vậy đó, làm dâu không nổi. Sao lúc đó là vợ của chú là có chú với có đứa con ở đây mà tại sao mà lại làm như vậy chú biết không, mà là có bầu nữa? Bỏ cha con tôi mới đi lên làm mướn thời gian á, mới gặp ông sao. Dạ, là bỏ đi luôn. Dạ. Rồi về người ta cho 2 triệu đó sanh nở rồi người ta bỏ. Rồi bả nuôi con bả, rồi tôi nuôi con tôi. Dù tôi có bầu đã rồi đưa có 2 triệu vậy thôi. Dạ. Trời, nghe thấy thương quá. Sao cuộc đời của hai cha con chú mà bây giờ chú bữa nào chú khỏe là chú đi bán phụ. Dạ. Còn mệt là chú nằm ở đây. Dạ. Rồi chú thấy con cái mà một cái người con mà còn cái sức trẻ đang như vậy nè, rồi phải nuôi kiếm từng tờ vé số bán mà nuôi cho chú, rồi chú thấy sao? Dạ, thấy tội nghiệp. Con trai mà đi bán vé số nuôi tôi bệnh nó không bỏ đi xa, thấy con tội chú ơi. Nhờ cô bác ở đây thương á, cái chị vợ chồng anh chủ đất á, xin này kia nhờ cô bác ủng hộ che cho cái chòi là quý lắm, mà mừng lắm. Dạ, vậy là chú cũng ước mơ như thế nào chú? Dạ, ước mơ được cái chòi lành lẽ mừng chú ơi. Để mưa lớn tạt cái vườn nhà tạt tôi ngồi không à, là trời mưa. Dạ, trời mưa là mấy gốc bên đây nó tạt vô. Dạ, tạt vô ướt cái vườn. À, trời mưa chú ngủ rồi, chú ngủ như thế nào? Dạ, trời mưa ngồi. Ngủ ngồi? Dạ, ngồi thế này. Ngồi hết mưa mới nằm. À, chú ổn không? Chú ổn. Dạ. Rồi chú cứ ngồi cho anh thoải mái. Dạ. Cố gắng cho cái này giúp cho con, cái đầu bóp nè. Bóp vô đây được. Dạ, bóp gần lên cái cổ thôi, chú. À. Chú ổn ổn rồi, chú ngồi không sao. Dạ, ngồi dạ. Được. Tôi khám nếu mà ổn chưa để em trai nhớ kỹ lưỡng nha, để mất công rồi bệnh tật bệnh lao á. Yeah. Anh đeo khẩu trang dữ lắm á, anh sợ tại vì anh tiếp xúc với bà con khác nữa. Yeah. Tôi khám em thấy ba em bác sĩ báo như thế nào? Bác sĩ nói cái vi trùng lao thì cũng hết rồi, nhưng mà cái phổi vẫn còn bị tổn thương á. Còn ho chụp hình lên thì vẫn còn bị tổn thương, bác sĩ kêu uống thuốc điều vô với lại đi tái khám, lâu lâu đi tái khám. Lúc trước em có làm công việc gì không? Em tên gì, bao nhiêu tuổi? Dạ em tên Nhí, em nay 23 tuổi. Nhí 23 tuổi? Dạ. Mẹ em đi bao nhiêu lâu em biết không? Dạ lúc đó em còn nhỏ, lúc đó em mới được có tuổi. Lúc đó em bỏ hai mấy năm chưa biết. Bỏ hai mấy năm. Bỏ hai mấy năm rồi. Dạ. Lúc em 1 tuổi mấy là mẹ em bỏ đi. Dạ. Bao nhiêu tuổi à? Em sống bỏ với ba em tới giờ luôn. Giờ nhà anh đi bán vé số vậy đó. Dạ. Nhà em bán bao nhiêu tờ một ngày? Dạ em bán ngày có 250. 250. Dạ. 250 là em lời được khoảng 250.000 đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi anh nghe nói là có bữa mà ba em không khỏe, em nằm ở nhà có không? Nằm ở nhà để chăm sóc ba á? Dạ có. Ba em bệnh rồi đi, ông bị phổi rồi ông bị gút nữa. Rồi khi mà nó sưng lên là chỉ có nằm chỗ thôi. Rồi là nấu nướng đau mấy cái này. Nấu nướng là hoàn toàn là em làm hết. Là bình thường là mỗi ngày là sáng, dắt sáng em nấu xong mới đi hả? Dạ đúng rồi, em sáng em nấu đồ ăn, rồi em lo cơm nước đồ ăn xong rồi em mới đi bán. Em dậy sớm cỡ 5 giờ rưỡi làm vậy, em nấu nướng này kia tới 6 giờ là em bắt đầu, em 6 giờ 6 rưỡi là em đi bán. Rồi rồi. Dạ. Thầy em thấy em cũng còn đầy đủ tay chân với có sức khỏe, nhầm khi cô bác không hiểu. Dạ. Thì tưởng đâu là em đi bán khỏe mạnh vậy thì cô bác ủng hộ những cái cô bác mà tàn tật á. Dạ. Nên là em bán mới ít như vậy. Đúng không? Dạ.
Rồi trong căn nhà vậy em thấy căn nhà nó sập sệ vậy em suy nghĩ sao? Dạ, bây giờ chỉ mong cô bác Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho cha con em có được cái chòi ổn định thì đỡ cái bị tạt. Rồi em nhí em có buồn khi mà sinh ra trong một gia đình ba bệnh tật vậy không? Dạ, ba bệnh thì cũng buồn nhưng mà khổ thì từ xưa giờ rồi. Nói chung là còn cũng em cũng muốn ba em bớt bệnh thôi. Còn có nghèo thì cũng quen từ xưa giờ. Chỉ mong là ba em hết bệnh là vui. Mong ba hết bệnh thôi. Dạ, mong ba hết bệnh. Từ vậy em có được gặp mẹ lần nào chưa? Dạ có gặp được mấy lần. À, lúc em lớn ha. Dạ lúc lớn em có đi về đợt đám ma bà ngoại em á, em có về em gặp được lần. Mẹ em có nói gì em không? Có hỏi thăm có kêu em về ở nhưng mà em không về. Tại từ xưa giờ em ở với ba em từ nhỏ tới lớn em quen. Bây giờ cuộc sống mẹ em ổn định không? Dạ cũng ổn định. Em thì em ở với ba tại mẹ em có con riêng á. Cho nên là con cũng ở chung với cái người con sau này. Rồi em thì bây giờ em lo cho ba em. Ba mẹ em kêu về bà anh ở mà em không có chịu về. Em ở đây em lo cho ba em. Sao mà cuộc sống mẹ em ổn định mà muốn lo cho em mà em không chịu luôn ha? Dạ, tại ba em nuôi em từ nhỏ tới lớn, bây giờ em không có bỏ ba em được. Giờ ba bệnh tật thì quyết tâm là lo cho ba. Dạ. Tại vì nếu giờ anh bệnh là chắc chắn là em phải bỏ ba. Dạ. Rồi, chú nghe đứa con trai nó nói như vậy, chú thấy sao chú? Cảm động lắm. Sao chú? Chú nói cho con biết được không? Dạ, tôi xúc động lắm hả chú? Thương con, tôi xúc động. Giờ chú gắng lo sức khỏe của mình. Dạ. Bây giờ trong nhà bây giờ có hai cha con hả? Chú thì bệnh lên bệnh xuống. Dạ. Con nói thiệt với chú á, bây giờ cho dù chú đi làm hoặc là chú bữa nào chú khỏe chú làm á, thì con của chú chưa chắc cho đi đâu. Sức khỏe nó kém như vậy đi ra thì sợ bán nắng nôi và ngã giữa đường thì không biết ai sẽ lo nữa. Dạ. Bán nhờ đi ra có cây xăng á, chú ra đó ngồi ngay cây xăng á. Ra cây xăng ngồi. Dạ, người ta qua lại, người ta thương, người ta ủng hộ. Dạ, nếu vậy thì được. Thì chú nếu mà có sức khỏe thì mình đi phê phả một tí cũng không sao. Dạ. Chứ mà nằm hoài thì nó cũng mệt. Dạ. Nhờ đi tới đi luôn. Dạ. Tối nhầm khi chú nằm ở đây chú suy nghĩ điều gì không? Dạ. Gán uống thuốc nam này kia lặng cho mau hết bệnh lặng phụ với con đi bán với số chú ơi. Có khi nào mà tối con hỏi thiệt ha. Tối mà chú nằm một mình ở đây mà nhầm khi con cái đi bán chưa về chú có lo dữ không? Lo chứ, lo gầu lo lắm. Giá cho con nó về mau mau về. Có mấy bữa trời mưa tôi nằm ở đây đi tới đi lui trông cho con nó về chú ơi. Nó về mừng lắm. Về mừng. Dạ. Có hai cha con. Trời ơi. Một người đi bán vé số thì cũng không được an tâm. Một người á thì nằm ở nhà cũng không được mà giống như lo cho em. Cái nhà vừa đơn chiếc mà trong khi đó cái nhà thì cô bác anh chị xem nè. Nghe cả nói chuyện một tí thôi mà cô chủ mà cho miếng đất hai cho con ở đây mà cô cũng rớt nước mắt thôi ông bà cô bác ơi. Thấy thương quá. Sao mà trong cuộc sống này lại có những cái hoàn cảnh nó khắc nghiệt đến như vậy luôn. Ngay cả một cái mái nhà ở cho nó kín đáo một chút thôi mà cũng chẳng có nữa. Thì ở đây gia đình em là đi toilet ở đâu? Dạ em đi nhờ bên nhà của chủ. Nhà cô chủ hả? Dạ. Em có biết được một điều là cô chủ cho đất là sẽ quyết định là cho hai cha con ở tới mãn đời không? Có nói cho em nghe không? Dạ có. Em nghe gì em thấy sao? Em xúc động, em cảm ơn cô chủ nhiều. Trong thời điểm này thì
ta nói là tất đất là tất vàng á, em biết không? Nhưng mà cô á là cũng là những người xa xứ lập nghiệp ở đây, may mắn hơn là hai cha con là cô với gia đình thành công hơn một chút nên có đất đai, thì cô đã san sẻ cái tình yêu thương đến với hai cha con của em, cho một cái miếng đất mà cặp mấy đường là em biết rồi, giá trị lắm. Thế anh nghe mà anh trò chuyện ba của em á, một cái người đàn ông giống như là dán làm hết sức nhưng mà tới lớn, lúc mà lớn rồi mà cũng chưa có đủ dư mà để lo cho em, ba em buồn lắm chứ. Buồn lắm, tại vì nhà lành lặn cho đứa con mà ở mà cũng không có, thì đủ thứ chuyện hết trơn á. Để em đi bán nhầm khi xe cộ nè, rồi vé số, rồi bây giờ cũng có chỗ anh hỏi người ta đổi vé số giả lùm la hết trơn, lo đủ điều hết trơn á. Thì ba em nói những cái lời đó em thấy sao? Em cũng ráng bán tranh thủ, em không có bán, em có bán ban đêm nhưng mà em bán không có trễ, em bán em tranh thủ em về, về sớm, em sợ ba em nhiều cái em cũng lo lắm, bệnh mà em đi lâu quá nhiều cái em cũng gọi điện hỏi thăm này kia nọ, tại vì em không có dám đi lâu, em đi em về tranh thủ em về để em cho bà già em vui. Trong cái lúc này em sợ nhất là sợ điều gì? Chỉ mong ông già em bớt bệnh thôi, chứ nếu mà bệnh nặng quá em cũng không có khả năng lo. Em cũng biết như thế nào à? Dạ. Chỉ biết là lo sức khỏe bệnh bệnh. Dạ, thôi. Kiểu lo em giờ em lo cố gắng hết sức có thể. Chỉ mong là ba em mau hết bệnh. Em có mơ ước của em như thế nào? Em có mơ ước gì không? Nói cho anh nghe được không? Em có chơi đàn, em muốn làm bên nhạc công á. Dạ, em đam mê về bên nhạc. Bên nhạc. Dạ. Mà anh nhìn thấy ba của em, mà người đàn ông mà rớt nước mắt em biết rồi. Đau khổ dữ lắm, buồn dữ lắm mới rớt nước mắt em. Thì cho anh xin phép hỏi em điều này ha. Dạ. Thì hiện tại bây giờ em có ước mơ gì không? Dạ có. Ước mơ của em chỉ được có được một cái vách cho nó cứng cáp, nó ổn định hơn, cho nó mưa nó đừng có tạt. Là ước mơ chỉ được những cái vách này cứng cáp thôi. Dạ. Tại sao mà em không ước mơ là nguyên một căn nhà mà chỉ là một những tấm vách? Dạ, căn nhà thì nó quá khả năng với em, quá em không có là thế nào mà em kiếm được là xây được một căn nhà ổn định được. Bây giờ chỉ có mong được tôn này dách, xây dách lại cho nó không có bị dột. Trời ơi. Dạ. Nghe em đi bán nhưng mà em vẫn lo cho ba ở nhà. Dạ. Trời mưa bộ tạt dữ lắm hả em? Dạ tạt lắm, mưa mà từ bên mé bên đây tạt qua là nó tạt cho tới đây luôn. Còn tại vì bên đây thì nhờ có vết tường của bên hàng xóm kế bên, người ta cho cái cặp vô vết tường á, người ta cho xây kế vết tường á, bên kia tạt qua thì nó không có bị dột, không có bị tạt. Còn nếu mà một cái to nó cho nó lủng hết sao em mà chỉ không có, tại nó nắng quá, làm giờ làm cái la phòng, là chế cái la phòng, chế la phòng mà lót những tấm này đây. Dạ, lót mấy tấm nệm cũ lót lại cho nó mát. Là bữa nay ba của em muốn đi bán không hay là nằm ở nhà? Dạ, ba em đi không nổi. Đi không mạnh. Dạ, đi cái giò bị khớp, bị nhức cái giò. Đau khớp. Bởi ốm như vậy á, nhầm khi anh nghe nói là bị gút á. Dạ. Gút là nhiều người là giống như là có ký á, thì người ta mới bị gút. Nhưng mà ba em quá trời ốm luôn. Dạ. Ốm quá trời luôn nhưng mà vẫn bị ha. Dạ, với dập bẻ. Dập bẻ nữa. Dạ, dập bẻ như đau lắm. Rồi thôi chú ngồi ở đây nghỉ ngơi một tí ha. Để cho con mời đứa em lên phía trước cho thoáng một chút ha. Con xin phép lấy cái cục này ha. Dạ. Chú cứ nằm đi. Nằm đi cho khỏe. Chú ăn uống gì chưa? Dạ, rồi. Cảm ơn. Dạ, dạ, không sao đâu. Con có làm phiền chú quá không? Dạ, không. Cảm ơn. Dạ, dạ, thôi chú nằm đi ha. Rồi thôi mấy anh em mình lên phía trên trò chuyện một tí ha. Dạ. Tại cô chủ đất cũng đang ngồi á. Dạ.
cái tủ lạnh ở đâu vậy em? Dạ, cái này cô bác người ta góp tiền lên, người ta ủng hộ, người ta biết ba em bệnh, người ta góp là người ta ủng hộ, tặng ba em. Thôi ở nhà mấy nồi cơm được hả? Dạ. Nồi cơm đây xài được không em? Dạ, cũng bị cái nồi đó bị hư anh, còn cái nồi chỉ còn xài được cái nồi nhỏ này thôi. Nhỏ này? Dạ. Ừ. Còn đây là đồ ăn. Đồ ăn ha? Dạ. Hai chị con ăn vô đây. Dạ. Trời, khổ qua mà kho với mấy miếng thịt nè. Dạ. Yeah. Vậy ai nhiêu đây ai ăn ai nhịn? Cái này em để cho ba em ăn, còn em ăn mì. Là ba em ăn cái này. Dạ, yeah, em chừa. Em ăn mì gói đó. Dạ, yeah, em chừa cho ba em. Trời ơi. Thôi xong chén cũng ngã nghiêng rồi nè. Mấy tấm vách này anh ngồi trong đây nhưng mà anh cảm nhận được nó rất là mát. Yeah. Tại vì những cái nó không có kính á. Dạ. Yeah. Nên là gió thổi vô rất là nhiều. Ngay đây nó bị mục hết luôn rồi. Ờ, à, anh thấy mấy cái cây nè. Nó dạt ra luôn. Mấy cái cây này đụng vô nó gãy hết trơn. Rồi bóp nó bể ra hết rồi, bà cô bác ơi. Rồi đụng nhẹ một cái là nó nghiêng một bên. Phải nguy hiểm quá. Gió mạnh em ngồi kế cái cô đi. Em ngồi kế cô đi, anh trò chuyện tí ha. Dạ. Ủa cái quạt này em còn xài được không? Dạ được. Bữa nó bị đứt dây nè. Em tháo ra em chế lại. Xài. Đứt dây em cũng nói là xài đó hả? Dạ, đứt dây ở dưới đây nè. Đứt ở dưới đây luôn? Nè, đứt dây. Trời ơi, em lấy bằng keo đen á, em nói lại. Dạ. Chứ nguy hiểm lắm đó, mà cái điện đùng này không ấy đâu. Cái keo quạt cũ về đây mà cũng còn dán xài lại. Em còn cái ghế nào ngồi cạnh cô nữa? Dạ, không, em không còn cái ghế. Còn có một cái ghế duy nhất thôi? Dạ. Trời ơi, thấy thương quá. Thôi cô nãy rồi con đi vòng vòng mà sao mà con trò chuyện ở dưới mà sao cô dứt nước mắt rồi cô nói con nghe được không? Cái hoàn cảnh anh á, con nghiệp. Thương hai cha con ở cái chòi mà không lành lặn. Mưa gió tạt. Anh đâu có ngủ được đâu, tối anh ngồi không. Mưa tạt nhiều dữ lắm. Trời ơi. Chỉ là một người dân thôi đó ông bà cô bác. Không có bà con máu mủ gì không hết trơn á, nhưng mà cô vẫn thương. Thương cái này là cái tình người thật sự giống những con người với nhau. Thương ảnh mà tối ảnh ngủ á, mà lúc mà Nhi đi bán chưa về á, nhiều khi kêu hoài ảnh không nghe, phải chạy qua tới đây kiếm. Là cô sợ điều gì hay là sao? Sợ ảnh ngủ quá rồi ảnh nhiều khi trúng gió hay gì, nhiều khi ảnh chết á. Cô nói thẳng vậy cũng sợ ảnh chết á. Cô hôm qua mấy đứa nhỏ cũng chạy qua kêu. Trong cái lúc này cô đang suy nghĩ điều gì? Cô suy nghĩ làm sao mà được cha con mà được cái chòi cho ngâm cúng chút xíu, cho mưa gió đừng có tạt. Yeah. Thấy hai cha con khổ, tối ngủ không được, Nhi ngủ giỏng không à. Vậy cô khi mà đưa giấy quyết định là cho hẳn cái miếng đất này luôn á, cho hai cha con, vậy là cô có nói chuyện với gia đình không? Có không? Có. Thì chú có nói gì không cô? Không, chú không nói. Chú cũng đồng tình luôn? Chú cũng đồng tình với cô là cho hai cha con ở mảng cái đời hết luôn, mảng cái đời của ảnh rồi tới mảng cái đời của Nhi luôn. Trời ơi. Ừ. Nghe cô nói mà sao thấy thương cô quá, sao tấm lòng cô mà nó lớn quá. Ở dưới quen rồi con ơi, mà không có dánh hai cho con nó chịu không nổi. Dánh là cô kêu dữ lắm. Chút xíu là kêu, xíu là kêu. Dánh là cô vẫn kêu? Dánh cô kêu. Mấy nhỏ nó mến ổng lắm. Nhưng mà đi đâu mà không có nhà là buồn dữ lắm. Nhưng mà cái nhà về nếu mà theo cái nguyện vọng, mà cái mơ ước của em Nhí á, thì nếu mà làm mấy tấm toan mà ghép vô vậy á, cô có hỏi người ta biết khoảng nhiêu tiền không? Cái này tại vì hôm đó nó là cô cũng có tính đi vận động á, bà con ở đây nè, đặng sửa cho ảnh cái chòi. Rồi á, cô cũng kêu nhờ cái anh đó ảnh tính giùm coi là khoảng được bao nhiêu tiền á con. Dạ dạ. Rồi cái anh đó ảnh mới nói là chỉ là làm cái che cái tấm tu ảnh trên thôi, với ở dưới là tráng xi măng thôi mà không có cái vách á, là khoảng 18 triệu mấy á, anh tính á.
Trời ơi. Anh thợ đó, anh tính dạ. là đưa giấy cho cô luôn á, là 18 triệu mấy. Là làm cái nóc nhà ở trên đây. Là chỉ có cái mái thôi. Cái mái nhà. Với cái nền cho sạch thôi. Để trang cái nền. Để trang cái nền thôi là 18 triệu mấy. 18 triệu mấy mà cái giấy chưa có. Cô dách không có. Cô vận động vòng vòng cô không có nữa. Cô không có đi vận động được, không có con số ơi. Số tiền lớn hả sao cô? Số tiền mười mấy triệu dưới đây người ta, bà con người ta cũng đi mặn. Người ta sáng xa đi mặn, nói chung là mặn sáng mặn chịu ăn á, mặn bữa nào ăn bữa đó đó. Ta dạ. cũng đâu có nguyên góp được đâu. Ai nói thiệt hồi nãy con vô quán cô á là khách cũng rất là ít. Dạ. Dạ. Trời ơi. Trời, chết chưa, nãy giờ. Em cứ ăn đi, em ăn tô mì đi. Dạ. Để em anh trò chuyện với cô chứ để nó nở tà lè. Trời ơi, nãy khô nước anh xin lỗi em nha. Dạ. Chào. Trời ơi, thấy thương quá trời cô ơi. Nãy là lo nói chuyện mà nãy quên cái tô mì. Để nở quá trời ơi. Cho con nó cầm nắm tay cô một chút nha. Thấy cô nói chuyện mà thấy thương quá. Thấy bà con mà ai cũng giống như cô vậy. Chắc bà con khó khăn mà đỡ khổ với lắm luôn á. Nói chung là nhà cô, gia đình cô, con cái, chồng con rồi ai cũng mến cha con. Thương lắm, y hệt ruột thịt vậy đó. Nhà nhờ thật thà hả cô? Rồi nhà. Thấy con mèo quá trời nè. Trời ơi, ảnh thấy con nào mà ảnh đi về đường là đem về nuôi. Trời, bệnh vậy cũng thấy mèo cũng đem về nuôi. Đem về nuôi mấy con rồi đó, ba con. Là ta dục ngoài đường hả cô? Đi liên 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 ngoài đường đó, kiểu dạ, người dạ. ta bỏ, kiểu người ta thấy mèo nó phá, người ta bỏ, ảnh đem về anh nuôi. Dạ, à, bây giờ khó khăn quá là chỉ có những con mèo ở đây như là bạn luôn. À, hỏi cái đất, cái nền này cũng hơi nghiêng hả cô ha? Rồi, thấy ăn mì, tô mì nở tè lè luôn mà cũng ăn ngon lành. Nở dữ à. Mình có nghe nói là cái em trai này cũng có một cái tài năng là đánh đờn đúng không cô? Đánh đờn. Dạ, đánh đờn. Vừa bán giấy số mà cũng có đánh đờn nữa. Đánh đờn. Bán này được. Cái đờn nè. Bán được cái nước kiểu như đánh đàn rồi cái người ta có tiệc tùng nhậu không? Dạ. Rồi cái người ta điện. Ta điện chạy đi lợi để đắm cái bán được mới giấy số vậy đó. Đem dạ, theo dạ. giấy số theo. À, đánh đàn để cho người ta mua giấy số. Đánh đàn cho người ta đi mua giấy số. Ừ. Em ăn đi, chúc cho anh được thưởng thức cái tiếng đàn của em nha. Với cho dạ. cô bác kênh của anh. Em cứ ăn đi. Dạ. Ăn đi cho hết rồi để nở. Hơn mèo nhìn em kìa. Cái cuộc sống mấy cho con mà, hay cho con mà thấy đơn giản mà hạnh phúc hay em à. Dạ. Em cứ ăn đi. Ở khó khăn rồi mà có cái ghế cũng không có ngồi nữa. Đã đời hả cô? Ở trong nhà đúng có một cái ghế. Hình như cô đang suy nghĩ điều gì nữa. Cô thấy em trai nó ăn mì, cô thấy sao? Thấy tội. Nghe thấy cô cũng chạy qua chạy lại ha. Không. Qua thường lắm, cô qua thường lắm. Nhiều khi nó đi bán đó, chạy qua thăm ổng. Còn hả, cô qua không được thì cô đứng bên cô kêu. Dạ. Rồi, ăn xong hả em? Dạ. Ừ, uống nước đi rồi. Ở đây có cái đờn nè, cô bác anh chị. Lấy cái đó ngồi. Lấy thùng bê ngồi đó hả? Dạ, lấy thùng bê ngồi. Trời, dễ thương với trời. Ngồi sẵn rồi có anh với cô, em đánh cho anh với cô, với cô bác kênh Phong Nguyễn. Những ông bà, cô bác lớn kênh anh nghe ha, thưởng thức ha. Dạ. Anh thấy trong nhà đây là một cái cây đàn có giá trị đó nha. Dạ. Cây đàn này em để dành. Rồi, chú cứ tự nhiên ha. À, để em gắn cái mic ha. Dạ. Rồi. Rồi. Em biết ca luôn không? Dạ biết. Biết luôn hả? Dạ. Anh em vừa đánh đàn vừa một ca, một ca khúc ý nghĩa để tặng cho khán giả kênh anh với cho ba em được không? Dạ, em hát một cái bài đúng tâm trạng với của ba em luôn. Đúng tâm trạng ba em luôn. Dạ, gà trống nuôi con. Ừ. Dạ.
Từ từ để anh đặt thêm cái nào nó ngay chỗ này đi. Dạ. Rồi. Anh để từ từ ha. Dạ. Rồi, em cứ đặt. Phụ nhau dạ hết vậy em. Bạn này sáng tác luôn hả? Dạ bạn này của người ta sáng tác á, mà em cover là kiểu nó đúng tâm trạng với em, đúng tâm trạng với hai cha con. Cô thấy sao cô? Nghe mà nó đau lòng. Anh nghe em tưởng đâu là em sáng tác bài này không á, xong rồi nó đúng tâm trạng gia đình em luôn á. Dạ đúng tâm trạng luôn. Dạ. Xem mà ca mà đờn hay quá. Dạ. Dạ em tập bài này cũng nhiều lần. Thật sự là em là một cái người chàng trai đầy tài năng đó em trai. Dạ. Khi nghe cái ca khúc này, cô trong lòng cô đang suy nghĩ điều gì cô? Nghe suy nghĩ nghe thương, thương cháu. Thương là như cái kiểu nó trong lòng nó cũng buồn cái lắm đó, mà nó không nói ra. Nó ca mà y hệt là nó cắt từng đoạn thuộc của người xem luôn á. Mà mẹ nó có nghe chắc mẹ nó cũng đau lòng lắm. Thế cô khóc muốn bật mắt luôn á. Con nghe cái bản này mà con nói thiệt chứ sao con buồn quá. Sao mà có những người mẹ mà sao mà vô tâm đến như vậy. Có những đứa con như vậy đó mà bỏ ngang rồi bỏ luôn người chồng nữa. Mẹ nó bỏ đi hồi nhỏ chứ nó ngoan lắm, nó sống trong với bà mà nó ngoan lắm. Bởi những người dưng thôi mà những giọt nước mắt đã rơi rồi. Mà trong khi đó những người dục thịt sao mà bây giờ lặng lẽ ở phương trời nào á. Anh thấy mà thấy thương em quá nhỉ. Sao anh thương em quá em? Em ngước lên cho khán giả xem được không? Em khi mà em nghe với mà đánh cái ca khúc này, em trong từng ca khúc hình như là hình bóng của hai cha con em trong đó đúng không? Dạ. Nó đúng với cái tâm trạng của hai cha con. Đúng cái lời bài hát ca từ nó giống hoàn cảnh, nó giống với hoàn cảnh. Rồi em có khi nào trò chuyện với cô mà cho đất gia đình em không? Dạ. Khi nào trò chuyện với cô không? Dạ. Ngày nào cũng nó ở bên cô vẫn không. Ngày nào em cũng chạy qua lại. Nó ở bên cô, nó đi bán gì là nó ở bển. Em ca với đánh đàn mà ba em ngồi bên trong mà anh nghe được tiếng khóc của ba em. Em ngồi đây ha, để anh vô bên trong anh trò chuyện với ba em cái là anh ra liền. Dạ.
Cô ngồi hả cô? Thưa chú ha, sao mà con trai của chú á, đánh chú cứ cầm đi, không sao đâu. Đánh đàn ca khúc đó là tại sao mà chú lại khóc vậy? Thấy đồng cảnh ngộ, thấy mẹ nó bỏ rồi, cái buồn hai cha con ôm nhau sống, thấy hoàn cảnh khổ, tủi cho bản thân. Rồi chú dán, chú sống khỏe, với chú cũng dán niệm Phật ha. Dán niệm Phật cho tâm nó thanh tịnh, nhẹ nhàng. Tại vì sống trên cuộc sống này ai cũng có nghiệp hết trơn á, dán niệm Phật ha chú. Thì cầu trời là Phật sao mà có sức khỏe sống với con của mình. Chứ bây giờ đâu còn ai mà để nương tựa. Chỉ yếu mà bây giờ là có một cái người cô sát bên, gia đình của cô đó thương chú lắm đó. Dạ, cô Nghiệp biết thương hai cha con tôi lắm. Dạ. Hồi đó chỉ đi làm á, chỉ đem đồ ăn đồ về chỉ cho, nhớ ơn chỉ nhiều lắm. Bà thương còn hơn là cuộc thịt của tôi nữa chú ơi. Dạ. Cô Nghiệp chỉ với mấy đứa cháu cưng thương cha con tôi nhiều lắm. Thôi nhớ, thì nhớ con, ơn lắm. Con nói với chú nè, cái số phận cuộc đời mình đã như vậy rồi, thì thôi bây giờ mình cũng đang cố gắng mà lấy cái niềm vui của bà con dành cho mình với con cái dành cho mình, thì cố gắng đi ha. Biết đâu là gặp được cái duyên lành, thì chú với con chú á, là đất đai là cô chú bên kia á, làm giấy tờ hẳn hoi cho chú để ở. Rồi bây giờ chỉ mong muốn là có được những tấm vách để che kín đáo thôi. Dạ, che mưa che nắng. Dạ, dạ. Mừng lắm chú ơi. Dạ, rồi hai chú ấy đi, chú nghỉ dạ. Đi, con trò chuyện tí nữa, con cũng trao cái tình thương nho nhỏ trước cho gia đình ha. Dạ, dạ. Cảm ơn chú. Dạ, không sao đâu chú. Cô bác nhiều lắm. Dạ, dạ. Cảm chú nghỉ ngơi đi, dáng khỏe mạnh ngon lành đi ra bán với số phụ con. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Ở trong nhà ở đây sao mà bữa nay anh, cái tâm trạng của anh nó từng lúc nó diễn khó diễn tả lắm em trai. Anh khó hiểu quá. Nhưng mà thôi chắc để anh vào bên trong để giống như là những cái động viên tinh thần đầu tiên của những quý mạnh thường quân cho hai cha con em trước ha. Dạ. Yeah. Ừ. Thấy trong nhà em hầu như là cái gì nó cũng thiếu hết trơn á. Dạ sao cô? Cô muốn nói gì thêm với con với tất cả khán giả kênh của con không? Cô cũng không có cái gì mà nói, cô thì không biết nói chuyện nhiều. Cô cũng mong là Mạnh Thường Quân với nhà hảo tâm thấy được hoàn cảnh của hai cha con ảnh á, rồi làm sao mà cho hai cha con ảnh được cái vách nhà, được cái chòi lành lặn cho mưa gió đừng có tạt thôi. Ý nguyện của cô là vậy thôi, cô thì không biết nói chuyện nhiều. Trời, con thấy cái tình cảm của cô mà chỉ những lời nói như vậy với ánh mắt của cô thôi là con biết là tình cảm của cô nhiều tới mức độ như thế nào rồi. Không cần phải nói nhiều đâu cô, nhưng mà cô bác cũng đã hiểu hết. Nhưng mà thấy cô mà con cũng thương quá, thấy cô cũng sen giống như là tuổi của ba mẹ con vậy đó. Nhưng mà cô sao mà cái tình thương cô dành cho mọi người xung quanh lớn quá, thì cái đó là con rất là tôn trọng cô. Xuống đây á, anh cảm nhận được cái tình yêu thương của em dành cho cha với cha dành cho em như thế nào, nó lớn lắm. Tại vì cha lúc nào cũng dành tất cả cái tình thương dành cho con cái của mình hết. Trong khi đó bà con ở đây á, là mặc dù nhà cô ở đây là rất là thưa thớt luôn, nhưng mà cô phải nói là gia đình, cả gia đình cô thương hai cha con của em á. Thấy mừng không? Dạ, thấy em được tấm lòng của cô chú anh chị cô bác gần quan tâm thương giúp đỡ, con cũng quý cảm ơn rất là nhiều. Thấy mà sao mà trong gia đình lúc nào cũng mơ ước có một cái những cái tấm vách để che chắn thôi mà thấy thương quá. Nhưng mà đặc biệt á, em là đánh đàn mà hay đến như vậy, nhưng mà giọng cao của em rất là tốt. Nếu mà có điều kiện á, cô bác nào ủng hộ cho em được mà con đường mà âm nhạc á, nó phải nói là tương lai em rất là sáng ha. Thì trong ngày hôm nay á, anh cũng không biết nói gì hơn hết, chỉ biết là gửi những cái tấm lòng
gửi những cái lời mà cảm ơn đến với cô ha. Dạ. Cô thật sự là cô rất là hiền, cô rất là phúc hậu, mà tâm cô rất là tốt, để quan tâm giúp đỡ những người xung quanh. Mà trong cuộc sống lúc này là không có biết như thế nào được. Con cũng thay mặt là cảm ơn cô nha. Ừ. Rồi bên cạnh đó thì anh cũng muốn san sẻ một chút tình yêu thương của Quý Mạnh Thông Quân, kênh Phong Nguyễn của anh ha. Dạ. Thì ở đây thì anh cũng xin trích cái số tiền của chú Thanh Cường ở bên Mỹ, là gửi tặng em 1 triệu. Dạ. Với cô Tâm Độ ở bên Mỹ gửi tặng em 1 triệu, là 2 triệu ha. Với cô chú Liễu Bích ở bên Mỹ gửi tặng em 1 triệu, là 4 triệu. Với anh Duy bên Mỹ rồi gửi tặng em thêm 2 triệu là 6 triệu. Yeah. Anh sẽ gửi cho em ha. Bước đầu thì em anh sẽ ủng hộ, xin Mạnh Thường Quân ủng hộ em gia đình bao nhiêu đó ha. Yeah. Dạ. Em gửi cho em. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6 triệu ha. Em cũng nhìn máy ảnh, cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp anh ha. Thay mặt ba em với hai cha con cảm ơn cô chú anh chị với Mạnh Thường Quân rất nhiều, cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã giúp đỡ hai cha con. Em cố gắng lên. Yeah. Nhưng mà em không thấy anh đi xuống là em biết rồi. Yeah. Thì anh cũng mong rằng ông bà cô bác thương hai cha con, và cũng giống như là anh ước mơ là được gặp lại em với ba em. Tại vì anh nghe tiếng đàn của em á, đánh á, anh rất là xót xa, anh rất là thương em, mà anh không biết làm như cách nào như thế nào hết. Chỉ mong qua cái đoạn clip này, nếu mà có duyên được cái tình cảm của cô bác Mạnh Thường Quân thì anh sẽ quay lại ha. Ừ. Cảm ơn anh rất là. Không sao, cố gắng lên em. Rồi thôi, cô có lời nào gửi đến khán giả kênh của con không? Giờ trước hết cho cô xin thay mặt gia đình anh Pha cảm ơn cô chú với Mạnh Thường Quân để giúp đỡ cho cha con ảnh được có trước mắt được số tiền đang cho ảnh uống thuốc, rồi với kiểu như tẩm bổ cho hai cha con ốm quá ăn toàn mì tôm không. Dạ. Như ngày nào nó cũng ăn mì tôm á, ăn mì tôm. Nãy dù có được 2-3 miếng thịt với kho với hủ qua mà em qua nó cũng, của em trai này nó cũng để dành cho ba nó ăn. Ấy lúc nào hai cha con thương quá. Gia đình là lúc nào phải đoàn kết thương, và đặc biệt là nghị lực sống. Thì con thấy là ngôi nhà ở đây là đầy đủ hết. Chỉ có tội cái là không có tiền thôi. Đấy, trong cuộc sống mà không có tiền là không làm điều gì được hết. Mà đi ra ngoài đường á là người ta cũng giống như nhìn mình bằng một ánh mắt cũng khác hơn nữa. Đúng rồi. Thì bây giờ anh ở đây thì mà sáng giờ em mới thấy lấy cái bóp ra là làm sao? Mấy số. Mấy số hả? Còn bao nhiêu vậy? Còn được mấy vé hả? Bao nhiêu vé đếm đi anh mua luôn cho. Dạ còn 10 vé nè. Sao chưa đúng 10 vé hả trời? Chào anh gửi em, để anh lấy không đi chờ ở nhà bữa nay. Dạ, chúc có chiếc xe đó, giờ chạy đi kiếm mua cái gì ăn cho nó ngon ngon gia đình. Cho một bữa cho kỷ niệm đi ha, giống như kỷ niệm của anh với cô bác, dành cho gia đình ăn gì ngon ngon thôi. Còn phần tiền còn lại để dành, biết đâu may mắn là được quý nhà hậu tâm Quý Mạnh Thường Quân thương, mình gom góp để làm cho nó kín đáo một chút, để cho yên tâm rồi đi bán. Ba ở nhà ha, cho ba ở nhà đâu tĩnh dưỡng. Thì hồi trong chương trình ngày hôm nay á, thì Phong Nguyễn cũng thật sự là cảm ơn tất cả quý ông bà cô bác Mạnh Thường Quân, quý khán giả đã ủng hộ cho Phong Nguyễn, và cảm ơn cô một lần nữa. Thì chúc ông bà cô bác Mạnh Thường Quân luôn bình an, vui vẻ, nhiều sức khỏe, và cô với hai cha con thì luôn bình an may mắn, và đặc biệt là có duyên được duyên từ Mạnh Thường Quân ha. Rồi Phong Nguyễn chào mời cô bác nha. Rồi chào cô luôn nha. Trời, bữa nay được cô chú quay con chú tắt quạt bên kia kìa. Dạ. Bữa nay được cô chú anh chị Mạnh Thường Quân gửi phụ giúp một số tiền. Con cất đây nè, cha cầm đi, cha cầm để mua, để dành mua thuốc men. Chú cầm để cho ấm túi. Chú thấy sao chú? Cảm ơn Mạnh Thường Quân cô bác nhiều lắm, thương cha con tôi thành thật, cha con tôi nhớ ơn nhiều.
Thôi chú cất đi cho ấm túi rồi chú cất kỹ nha. Với em trai em có thẻ đúng không? Dạ đúng rồi. Cũng có thẻ đó thì bỏ vô đó. Dạ. Rồi an toàn. Để cho con nó cất em. Dạ dạ. Dạ. Cảm ơn dạ, cô bác chú nhiều. Chú nghỉ ngơi đi. Dạ dạ. Dạ. Tìm người thân. Một mạnh thường quân trong suốt bao năm qua đã giúp đỡ và hỗ trợ cho bà con nghèo, bà con khó khăn, bà con bệnh tật và thậm chí xây nhà làm đường cấp học bổng cho học sinh nghèo ở Việt Nam. Và còn rất là nhiều những hành động ngược kỳ cao đẹp của anh dành cho bà con nghèo ở Việt Nam. Và trong những năm tháng mà anh sống ở Mỹ, anh có một ước mơ, anh có một hoài bão là một ngày nào đó anh sẽ tìm lại được người mẹ yêu dấu của mình. Theo những gì mà anh chia sẻ, ba anh tên là Nguyễn Duy Quang. Trước đó ông làm thông dịch viên cho Mỹ, ông sinh ở tuổi Tỵ. Đến thời điểm này, ông cũng đã khoảng ngoài 80. Còn mẹ của anh là vợ nhỏ của ba anh. Trong những năm 1968, khi mà anh ra đời, mẹ anh sống ở trong khu Bình Lập ở Long An, gần gặp bác cũ của tỉnh Long An hiện tại bây giờ. Mẹ anh sống trong cái cư xá Bình Lập đó, trong cư xá thì có hai tầng. Cha anh là người con thứ tư trong gia đình, còn cô Nam Anh là cô giáo. Trong những năm mà người mẹ ruột của anh sống trong cư xá Bình Lập thì người mẹ lớn của anh đã đến trò chuyện với người mẹ ruột của anh hai lần. Sau đó người mẹ ruột của anh đã bỏ rơi anh. Sau khi người mẹ ruột bỏ rơi anh thì anh được người mẹ lớn cũng như là bà ngoại, tức là người mẹ của người mẹ lớn, đã chăm sóc anh và nuôi nấng anh thành người. Sau những năm tháng anh sống ở Mỹ, anh có một ước mơ, anh có một hoài bão là một ngày nào đó sẽ tìm được lại người mẹ ruột thân yêu của mình. Và hình ảnh trước ống kính của toàn thể ông bà cô bác đây, đó chính là ông Nguyễn Duy Quang, là ba ruột của anh. Ai có thông tin gì về gia đình, về người mẹ của anh thì xin hãy liên hệ qua số điện thoại trước ống kính của toàn thể ông bà cô bác. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ.